Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 1 tháng 6, cũng là ngày quốc tế thiếu nhi. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái clip ngắn giúp cho các cháu hiện nay đang đi học để mà đạt được cái thành tích học tập cao nhất và cái sức khỏe tốt nhất, đồng thời cũng tăng cái tính tư duy của trẻ được tốt. Bởi vì trong mỗi một cái gia đình ấy thì trẻ em luôn luôn là cái đối tượng được cha mẹ, được gia đình và xã hội quan tâm và chăm sóc. Mỗi gia đình đều mong muốn cho con cái mình có một cái sức khỏe tốt, có một cái thành tích học tập tốt nhất và cái nhân cách của các cháu được mọi cái nếu đều cân bằng và phát triển trong mọi các cái vấn đề. Ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn về những cái mà làm sao để giúp cho các gia đình hiện nay đang có các trẻ nhỏ đạt được những cái thành tích tốt nhất và tính tư duy sáng tạo tốt nhất và có một cái sức khỏe tốt nhất. Bởi vậy, ngày hôm nay thì cũng chia sẻ với các bạn những cái việc này qua rất nhiều các cái thực tế mà tôi đã giúp đỡ. Thì thấy một số những cái yếu tố sau. Thứ nhất, ở đây là tùy điều kiện hoàn cảnh của mỗi gia đình để quyết định là sắp xếp phòng ốc, phòng ngủ, phòng học của cho các cháu được tốt nhất. Trước hết về vấn đề sức khỏe, muốn có một cái sức khỏe tốt ấy, thì phải quan tâm đến cái phòng ngủ của các cháu, bởi vì cái chất lượng của phòng ngủ và cái giấc ngủ của các cháu nó tốt thì cái tư duy sáng tạo của các cháu sẽ tốt. Ngược lại, cái phòng ngủ mà giấc ngủ của các cháu luôn luôn giật mình, luôn luôn thức giấc thì cái tính cách của các cháu sẽ nóng vội và sẽ xảy ra những cái mà tinh thần là không được tốt. Một khi là người lớn cũng thế thôi, đã mất ngủ đã dẫn ra những hậu quả, đặc biệt là lớp trẻ khi mà cái phòng ngủ của các cháu nó không tốt sẽ dẫn tới những cái rất khó lường. Cho nên trước hết là phải để cho các cháu có một cái sức khỏe tốt và ổn định thì đầu tiên ấy là các bạn phải bố trí cho các cháu một cái phòng. Cái phòng ốc ở đây là gì? Là cái phòng là nó phải vuông vắn, cho dù nhỏ hay là to thì cái phòng đó là nó phải là vuông vắn. Cái thứ hai là cái cửa phòng của các cháu là không được xung với các cái cửa phòng bếp, phòng WC, đặc biệt là phòng WC, hoặc là không được xung xạ ở các cái góc cạnh nào đó nó xung vào cái cửa phòng của các cháu. Đấy là phòng, tránh xếp cho các cháu vào những cái phòng nó không được vuông vắn, nó bị khuyết tật, nó bị lồi lõm cũng là điều rất không tốt. Đặc biệt là cái phòng học tập của các cháu này, nên ở những cái phòng có cửa sổ. Tôi nhắc lại, rất nhiều nhà ống vì lý do nào đó mà không có cửa sổ thì không nên bố trí các cháu phòng ngủ của các cháu vào những nơi không có cửa sổ. Cái thứ hai nữa là các bạn phải chú ý đến cái màu sắc của phòng ngủ của tuổi trẻ, đặc biệt là các cháu nhỏ thì màu sắc nên lấy những cái gam màu sáng nhẹ, không nên lòe loẹt, không nên tối tăm và không nên quá rực rỡ. Phòng ngủ của trẻ nên lấy cái màu trung tính như màu xanh lục, màu xanh nhạt, màu xanh lá cây và màu xanh da trời, hoặc là màu ngà voi, màu vàng ngà voi thì nó cũng sẽ tốt cho các cháu. Cái thứ hai nữa, trong cái phòng ngủ ấy thì thông thường những nhà mà có bây giờ đấy, cái xu thế chung ấy thì hay có điều hòa, cho nên ở phòng ngủ của các cháu, đặc biệt là giường ngủ, luôn luôn để một bình nước
ở đó, mở nắp ra thì nó cũng sẽ cân bằng được cái không khí ở ở đó. Bởi vì phải hiểu này là cái điều hòa ấy, nó là ngũ hành của nó là kim. Cho nên nếu như không khí nó bị đốt cháy nó quá nhiều ấy thì nó thông thường sẽ dẫn tới những cái viêm họng. Bởi vì hãy nhớ này, thì kim ấy, cái ngũ hành kim ấy thì thông thường nó liên quan đến họng phổi và các vấn đề về răng lợi. Nên cái đầu tiên là các bạn phải xác định được cái phòng ấm. Cái thứ hai là phải dùng gem, cũng là ở gan nhẹ. Đặc biệt nếu có điều kiện thì nên dùng sàn bằng gỗ. Bởi vì cái mộc ấy nó tăng cái tính mộc nó lên, cũng như là các cây cối nó tăng tính mộc, bởi vì nó liên quan đến văn xương. Sao văn xương thì nó là ngũ hành, nó là mộc, nên các bạn phải chú ý. Phòng chè nhỏ đấy, làm sao mà đáp ứng được ba yếu tố cần thiết như sau. Thứ nhất là bước vào phòng phải tạo cái không khí vui tươi, phấn khởi, thoải mái và an toàn. Đấy là cái yếu tố đầu tiên để giúp cho trẻ nó có cái tự tin trong học tập và vui chơi, nghỉ ngơi. Cần chú ý này, không để phòng trẻ ở gần các cái phòng bếp, phòng toilet, sẽ làm cho đầu óc của các cháu nó không tập trung và nó hay sao nhãng. Đặc biệt ở phòng của trẻ nhỏ ấy, thì phải có những cái đây phòng ngủ ấy, tức là tôi nói là cái phòng ngủ này là các cháu từ trên tiểu học trở lên đấy, đến trung học thì đa số các gia đình đều bố trí những cái phòng ốc cho các cháu đấy. Thì ở đây này thì các bạn phải nên nhớ này này, thứ nhất là cái kê giường của các cháu ấy. Kê giường của các cháu đấy là để tránh những cái vị trí là xung xạ, tức là trên đầu giường là không được xả ngang ép đỉnh, không được để cái đầu giường của các cháu vào trong các cái WC khép kín. Mà đặc biệt như này này, các cái tuổi vị thành niên trở xuống đấy thì tốt nhất không nên để cho các cháu ở cái phòng khép kín. Bởi vì sao? Ở phòng khép kín ấy thì phù hợp cho những người tiểu thủy thôi ấy, bởi vì nó cũng rất là dạng. Nhưng nếu như vì điều kiện mà có phòng WC khép kín ở trong nhà ấy, thì các bạn để tránh làm sao để cái cửa phòng WC nó không xung vào các cái vị trí giường hoặc là vị trí học của các cháu. Cái thứ ba nữa, phải chú ý các cái bên xà ngang hoặc là những góc nhọn xung xạ, hoặc là những cái vật tủ, hoặc những cái tủ hoặc là những cái gì kệ của mà nó mang cái tính sắc nhọn này, nó xung vào đầu giường của cháu nó cũng không tốt. Đặc biệt ở trong phòng ngủ của cháu hạn chế tối đa bày biện các cái vật về tôn giáo, những cái hình thù của bất lợi hoặc là những cái mô hình sắc nhọn cũng không phù hợp. Đặc biệt là các cháu từ tiểu học trở lên ấy, mà quan trọng nhất ấy là các cháu mà đang học về trung học phổ thông cơ sở đấy, thì hạn chế tối đa và có lẽ không nên treo các ảnh thần tượng minh tinh màn bạc hoặc là những cái thần tượng về đủ các cái dạng văn hóa nghệ thuật, nó không tốt, sẽ ảnh hưởng về cái tư duy và sẽ bị sao nhãng với việc học tập. Cái thứ ba nữa, giường ngủ của các cháu ấy để không nên kê sát quá vào đầu về đằng cửa sổ, và đặc biệt là không nên là lắp gương ở trong đó. Đồng thời ở trong phòng ngủ là không nên để cho các cháu lắp những cái vấn đề về loa đài điện tử quá nhiều ở trong phòng, cũng dẫn tới những cái mà stress, và đồng thời nó cũng không có lợi về trong các cái vấn đề về tư duy về sau này. Đặc biệt là tránh các cái màu đỏ, màu đen, màu trắng hoặc là màu sắc quá lạnh. Tránh để cho những cái cửa sổ của nhà khác người ta nhìn được vào trong cái phòng của các cháu. Đó là cái vấn đề nó cũng sẽ bất lợi cho các cháu về cái nhân cách, bất lợi về những cái về tư duy, nó cũng sẽ không được tốt. Để mà chọn được phòng rồi thì bây giờ làm sao để nó có một cái tốt nhất về cái vấn đề sức khỏe, đồng thời nó đúng, người ta gọi là an phòng. Thì cách chọn lựa và bố trí phòng ngủ ấy thì không phải ai cũng biết. Hôm nay tôi cũng chia sẻ cho các bạn như sau. Phương vị của phòng trẻ em, thứ nhất là phân ra là con trai và con gái. Thì con trai thì nên ở các phòng phía đông, phía đông nam, phía bắc và phía đông bắc. Nếu các cháu trẻ là nữ thì hợp với phòng ở phía đông nam,
phía Tây và phía Tây Nam. Tất cả các con trai, con gái, tôi nhắc lại cái này các bạn phải đặc biệt lưu ý là cho dù là con trai hay con gái là không được để các cháu ngủ ở phòng Tây Bắc. Bởi vì chỉ ngủ ở phòng Tây Bắc 6 tháng trở lên, càng dài thì tính cách của các cháu rất cứng rắn, thậm chí rất khó vào, và những cái mà nó mang cái tính chất nó quá cứng thì tốt nhất là không nên để cho con cái, mặc dù là nam hay nữ, là không được ngủ ở phòng Tây Bắc. Bởi vì tôi có cái điều này, tôi có thể khẳng định các bạn, nếu như các bạn cho con cái của các bạn, kể cả tiểu học đến bậc đại học, mà ngủ ở phòng Tây Bắc mà bố mẹ ở lại ở những cái phòng khác, thì chắc chắn là cái tính cách của cái người con ấy được ngủ ở phòng Tây Bắc đấy, tính cách rất cương cường, rất khó bảo và có những cái quyết đoán nhiều khi ngoài phòng tầm quát của các bạn. Nhưng các bạn lưu ý, phòng Tây Bắc không để dành cho tuổi vị thành niên. Bởi vì sao? Ai cũng mưu cầu cho con cái khỏe mạnh và thông minh, đó là cái tâm nguyện chung của các bậc cha mẹ. Vì thế này, phương vị rất quan trọng cho sức khỏe và thành tích học tập của các cháu. Để chính xác hơn đấy, thì phải phụ thuộc vào cái hướng của cái nhà. Tôi nhắc lại này, con trai thì ở phía phù hợp ấy, về con trai ấy, là họ phù hợp với đông, phía đông nam, phía bắc và đông bắc. Con gái tốt nhất là ở phía đông nam, phía nam, tây và tây nam. Đấy là những cái phòng. Còn để mà xác định tốt nhất để cho cái sức khỏe nó cân bằng nhất thì nên nắm được cái yếu tố này. Cái phòng, vị trí phòng ở của các cháu định chọn ấy, nó phải là phù hợp với cái hướng nhà để nó tương sinh. Tôi nói ví dụ, nhà ở hướng nam, ví dụ nhà ở hướng nam thì là hóa, thì mình chọn cho các cháu ở phòng phía đông, và phía đông nam nó là mộc sinh hỏa. Ví dụ thứ hai là phòng ở hướng bắc, ở chính bắc đấy, thì ta chọn là ở phía bắc và phía đông để lấy là thủy sinh cho mộc, thủy sinh cho mộc, thì đó là cách chọn. Còn bởi vì sao để mà làm được cái việc này thì nó cũng có rất khó, không phải nhà nào cũng có nhiều phòng. Thông thường là nhà chung cư thì tối đa là 3-4 phòng, còn đa số là 3 phòng đến 4 phòng, hoặc là có các cái tầng. Nhưng để mà đạt được những cái như thế thì mình cũng nên chọn những cái mà để cái phòng ốc nó tương sinh với cái cửa chính của nhà. Nếu như mà không biết, tôi nói ví dụ cửa nhà hướng nam mà mình lại chọn cái phòng ngủ cho các cháu ở phía bắc, thì phía nam nó là hỏa, nó là quẻ ly, mà phía bắc nó là quẻ khám, là thủy, là tùy hỏa tương khắc, nó cũng sẽ khiến cho trẻ dễ bị những cái bệnh về mắt này, dị tật ở mắt, và dễ bị cận thị hoặc là viễn thị là không được tốt. Nếu không thể, vì lý do không thể di chuyển được đấy, thì có cách là người ta sẽ để các cái bồn cây để nó cân bằng theo cái nguyên tắc là mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, là kim sinh thủy, thì nó cũng cân bằng được lại cái trường khí ở đó. Tiếp theo đấy, muốn để cho cái sức khỏe của các con tốt đấy, thì mình về nên nhắc nhở con cái là phải nên thông thoáng, phòng ốc nó phải thông thoáng, và đặc biệt là nếu như được ở các cái phòng như tôi đã giới thiệu, là phía đông, phía đông nam, phía nam, đấy là những cái là tương đối tốt, thì nên mình có điều kiện mình về mình nên mở cửa sổ cho nó thông thoáng, và trong phòng ngủ của cháu là tránh treo những cái tranh ảnh thần tượng, không tốt đâu. Đặc biệt nữa là màu sắc trong phòng và ánh sáng của đèn là không nên dùng đèn sáng trắng, không tốt, mà nên dùng đèn màu vàng thì nó sẽ cân bằng và tốt cho các cháu. Đặc biệt là để về các cái vấn đề lý do tế nhị, phát triển về nhân cách, thì tránh bố trí làm sao
không được để các cái cửa sổ của nhà khác nó chiếu vào phòng ngủ của cháu, cũng đem không đẹp lại cho tôi này. Tiếp theo, để cái gì tăng cho các cháu về vấn đề về học hành, học tập cho nó tốt đấy, thì muốn tăng cái trí thông minh và trí tuệ cho các cháu thì phòng ngủ ở vị trí có cái quan hệ tương sinh với ngũ hành phương vị của cửa chính như tôi đã trình bày. Ví dụ như cửa chính ở phía tây kim thì chọn ở phía đông bắc là để thổ sinh cho kim. Nếu ở phía cửa ở phía đông là mộc thì nên chọn phòng ngủ ở phía nam hoặc là phía bắc để lấy tương sinh mộc sinh hóa, hoặc là tùy nếu mộc thì nó sẽ tốt đẹp. Một cách đơn giản nhất là chọn phòng ngủ cho các cháu theo bát quái đồ. Thì nam con trai lớn thì ở phía đông, con trai bé ở phía bắc và trai út ở đông bắc, con gái trưởng ở phía đông nam, con gái thứ phòng ở phía nam và con gái út phòng ở phía tây. Đó là những nhà có điều kiện thì đặt như thế. Hai nữa, trong cái phòng đọc sách của các cháu này thì chọn màu tươi sáng hoặc là theo cái ý thích của trẻ, nó thích màu như thế nào thì mình làm cho cháu. Nhưng tránh những cái mà phòng ốc mà nó cái màu sắc nó quá lè lẹt, nó quá rực rỡ hoặc là quá tối tăm cũng không tốt, và quá sáng cũng không tốt, lên phòng cân bằng sẽ. Bởi vì sao? Đặc biệt là các cái phòng ốc là không được xung vào các cái vị trí như tôi đã nói, phòng bếp, phòng WC và các cái phòng nó không được lợi, thì nó sẽ ảnh hưởng với thành tích học tập cũng như là tâm lý của các cháu. Tiếp theo, để mà thành tích của các cháu được tốt, nếu như mà các bạn có điều kiện phòng ngủ riêng và phòng đọc riêng, còn không có điều kiện thì phòng ngủ kết hợp với phòng đọc của các cháu, thì hãy chọn, tôi sẽ chỉ cho các bạn, nếu các bạn nào có giấy thì ghi vào, chọn vị trí văn xương theo năm sinh của các cháu. Thứ nhất, nếu như con của các bạn có cái đuôi đằng sau nó là không, ví dụ như 2000, 1990, 2000 nhỉ, có cái đuôi số 0 ấy, gọi là canh ấy, thì vị trí văn xương vị của các cháu ấy ở tây bắc lệch bắc, tức là nó ở sơn hợi. Nếu như đuôi là 1991, 2001 chẳng hạn, có cái đuôi số 1 đấy, với các cháu bây giờ đây là đuôi số 1, thì là văn xương vị của các cháu là ở chính bắc, là ở sơn tý. Đuôi số 2 thì là đông bắc lệch sang đông, thì nó là ở sơn dân, ở đông bắc. Đấy là cái đuôi số 2 ấy. Đuôi 2 tức là 292 2002, sau này nó dài 2022 chẳng hạn. Đấy thì các bạn ấy. Đuôi số 3, cái đuôi năm sinh cuối cùng là số 3, thì nó ở phía đông, nó là chính đông, nó ở sơn mão. Nếu đuôi số 4 thì nó ở đông nam, lệch sang nam một tí thì nó ở sơn tỉnh, là đông nam. Đuôi số 5 nó ở chính nam, mà nó ở sơn ngọ. Đuôi số 6 và đuôi số 8 thì nó ở tây nam, lệch tây thì nó là ở sơn thần. Đuôi số 7 và số 9 thì nó ở chính tây, là đúng vào sơn dậu. Đó là văn xương vị của tuổi của các cháu, tuổi âm lịch ấy, là tuổi Tý Sửu Dần Mão Tỵ Ngọ Thân Dậu Tuất Hợi đấy. Thì ở trong này là cái vị trí văn xương của cháu, thì không có điều kiện thì mình để cái bàn học của các cháu vào cái vị trí như tôi đã trình bày. Còn như trường hợp nhà nào quá chật chội mà không còn các cái chỗ kia, các cái vị trí đáp ứng được nhu cầu, thì hãy lấy cái văn xương vị nguyên cục. Nhà nào cũng thế thôi, bất kể nhà chiều hướng gì thì bao giờ nó cũng ở phía đông nam của cái nhà, đông nam của một cái phòng, đấy là văn xương vị của cái nhà đó.
Còn để mà tỉ mỉ và có học thuật ấy, thì người ta sẽ hàng năm người ta sẽ tìm con sao tứ lục là con sao số 4 nó đến vị trí nào, thì đó là vị trí của văn xương trong năm đó. Ví dụ như năm 2021 văn chương vị nó ở phía đông, sang năm 2022 thì vị trí văn chương vị thì nó lại trở về phía đông nam. Đó là ví dụ. Có điều kiện thì chọn được phòng học tập, còn không có điều kiện thì đặt học, đặt cho các cháu vào cái bàn. Nhưng cái bàn học của các cháu là không được lên tựa vào tường, mà không được đối diện, mặt không được đối diện ra ngoài cửa. Có thể nhìn vào để sao trước mặt các cháu nhau nó có cái minh đường, lưng tựa vào cái tường là tốt, nhưng không được, cái bàn học không được nhìn ra cửa chính check in, và không được nhìn vào các cái cửa phòng WC, phòng bếp hay phòng ngủ, hoặc là những cái vị trí khác. Đặc biệt là trong các cái phòng bàn kê này, những cái phòng bất quy tắc đấy thì sẽ gây áp lực về tư duy học tập. Cái thứ ba là đèn học không nên dùng đèn quá sáng. Đèn quá sáng cũng làm cho các cháu tiết tập trung. Nên lưu ý có một số nhà là kê bàn học của các cháu ở cửa sổ thì không nên để chính cửa sổ, bởi vì ở ngoài đấy, ngoài đường sẽ có những cái tác động không tốt, dẫn đến những cái mà tư duy của các cháu là thiếu tập trung. Đặc biệt ở phòng ngủ hoặc là phòng học là ở phía đông, đông nam là và phía nam là tốt nhất cho cái tư duy, cái sáng tạo và những cái tập trung suy nghĩ cho các cháu. Tiếp theo là gì? Màu sắc của cái phòng đọc sách ấy thì nó cũng phải đảm bảo các cái yếu tố về thẩm mỹ, về ánh sáng, màu sắc là lấy cái màu trung tính. Và nhà nào thế cũng có cái tủ sách không nhiều thì ít, thì không nên để tủ sách nó quá cao ngoài tầm với của các cháu. Đặc biệt là lên tủ sách ấy, nên làm bằng gỗ, với các cái đồ gỗ đấy nó là mang tính chất là cân bằng, là chủ về sinh trưởng và phát triển. Và sao tứ lục về văn xương ấy thì nó liên quan đến đó là mộc tinh, để tỏ ra tăng trương khí đấy. Và bởi vì nó là cái tính có tính nhu, nó làm cho con người là có cái tính cách là mềm mại, không có những cái bội vàng, không có cái bồn chồn và không có cái tính chất nóng đầy. Bạn học ấy lên kê ghế tựa vào tường và mặt lên hướng ra ngoài thì nó sẽ tốt cho cháu. Còn mỗi các cháu là bày trên bàn học của các cháu ấy nhá, là lên đặt quả cầu pha lê và cái tháp văn xương thủy tinh hoặc bằng đồng. Nếu có điều kiện thì dùng bốn cái cây bút lông mà người ta hay vẽ thư pháp ấy để làm một cái giá, cắm bốn cây bút lông vào đó cũng là cái biểu tượng của văn xương. Ngoài ra ở cái phòng học đọc của các cháu cũng lên treo các cái chữ thư pháp mang cái tính chất giáo dục, nó cũng sẽ là tốt. Và đặc biệt là ở cái góc học tập của các cháu này, không được để các cái tranh thần tượng, ảnh thần tượng hoặc là trai gái hoặc là những hình tượng mang cái tính chất phản cảm, cũng không lựa cho các cháu. Trong phòng học nên có ánh sáng vừa phải. Và đặc biệt ở phòng của các cháu là không nên để nhiều thiết điện, thiết bị là điện, như các cái máy dàn hát dàn nhạc là không tốt đâu. Bởi vì phòng ngủ và phòng học nó lên như thế. Nên dùng các cái gì đồ dùng học sinh và dùng vào để làm sao nó dùng nhiều màu xanh lá cây, màu xanh lục và xanh nhẹ đó là tốt đấy. Đối với một số các cái cháu còn đang học ở mầm non thì nên chọn theo những cái họa tiết theo cái tính cách của con vật. Ví dụ như tuổi Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ chẳng hạn. Tuổi Tí chẳng hạn thì là hợp với con trâu chẳng hạn. Tí Sửu thì hợp, hoặc là con trai thì có thể là tuổi Tí thì có thể là hình ảnh con rồng, con khủng long hoặc là con khỉ cho là phù hợp. Theo cái nguyên tắc là nhị hợp là Tí, Sửu nhị hợp, Dần Hợi nhị hợp, Thìn Dậu nhị hợp, Mão Tuất
nhị hợp, là các bạn nên theo cái nguyên tắc đấy. Hoặc là tam hợp là thân tí thìn tam hợp, dần ngọ tuất tam hợp, tỵ dậu sửu tam hợp và hợi mão mùi cũng là tam hợp. Làm sao để tăng cường cho các cháu về đất đấy, là những cháu đang học tiểu học ấy, thì nên có những cái mà phát huy về cái biểu tượng để tăng cho các cháu những cái tính thẩm mỹ và tăng lên cho những cái tính để cân bằng cho nó tốt đấy. Ngoài ra những mà cháu học trên trung học phổ thông và trung học cơ sở thì nếu có điều kiện thì nên để quả cầu thạch anh và dưới là những cái thảm theo cái ngũ hành nó bị khuyết, thì nó cũng tăng cho các cháu về những cái về học hành. Nhân ngày hôm nay cũng là cái ngày mà mùng 1 tháng 6, mặc dù Tiết Thiếu Nhi tôi cũng bổ sung cho một vài những cái mà cái kiến thức để các bạn cũng không cần phải nhờ thầy đâu để mà tăng cường về vấn đề về học hành cho các cháu. Thì tôi chỉ có những cái yếu tố nhắc lại như thế này. Bởi vì nếu như một trẻ nhỏ ở một cái môi trường ở tối tăm bị gò bó, bị quá trơn trội thì cái tính cách của các cháu thứ nhất là hay bị tự ti, cái thứ hai là hay bị vào trầm cảm. Nếu như ở cái môi trường mà nó quá xung động, màu sắc nó quá nóng thì sẽ phát sinh ra cái nhân cách của các cháu là dễ nóng nảy, dễ cáu, cáu gắt và những cái hấp tấp. Cho nên để cân bằng được cái trường khí mới là cái yếu tố quyết định. Nên là bậc cha mẹ muốn cho con cái của mình khỏe mạnh, cái đầu tiên là phải khỏe mạnh. Sau đó đến học hành và cái tư duy. Cho nên cái clip này để giúp cho cân bằng, tránh cái trường hợp là mình không quan tâm tới những cái sắp xếp, nó ảnh hưởng rất lớn. Thì ai cũng cầu mong cho con mình học giỏi, về sức khỏe thế này thế kia. Nhưng qua cái kiểm tra rất là nhiều thì tôi thấy rằng đa số ngoài những cái tư duy của trẻ ra thì nó hay rơi vào các cái điều kiện là bố mẹ chỉ quan tâm về học thêm, mời cô giáo đến học hết giờ này đến giờ kia, nhưng lại không hề chú trọng gì đến cái giường ngủ của con, không hề chú trọng gì đến cái góc học tập của con, thậm chí làm bò ra ra giường ra những cái phản ra chiếu nó cũng không tốt. Cho nên để cho các cháu có một cái tư duy sáng tạo, để không có sức khỏe ổn định và tăng cường về cái trí nhớ, thì ngoài những cái thông minh nha thì nó lại là cái yếu tố phong thủy, nó cũng là một yếu tố rất quan trọng trong cái vấn đề mà phát triển về nhân cách cũng như về tư duy sáng tạo và vấn đề học hành. Ngày hôm nay cũng là cái chương trình ngày 1 tháng 6 giúp cho các gia đình có con em và các cháu đang học và sẽ học để nắm được về những cái nguyên tắc sắp xếp một phòng học và gì và vị trí văn xương vị của từng tuổi. Hy vọng cũng giúp được các bác các bạn điều chỉnh lại những cái gì mà mình chưa làm được, sao cho con cái mình nó học hành tốt, khỏe mạnh, tư duy sáng tạo. Và hôm nay cũng chúc gia đình của các bạn có một buổi tối tốt lành.